Bất ngờ về thân thế huấn luyện viên cầu lông Thái Lan chỉ đạo cho Nguyễn Thùy Linh, có một mối quan hệ với Thùy Linh. Thưa quý vị, tại giải cầu lông Phần Lan mở rộng 2023 diễn ra tuần trước, Nguyễn Thùy Linh đã để lại ấn tượng lớn khi lần lượt loại hai đối thủ rất mạnh để vào đến tứ kết. Ở trận tứ kết với tay vợt từng giành huy chương bạc Olympic người Ấn Độ, Pusala Sindhu, Thùy Linh đã chơi rất hay và chỉ thua sát nút 1-2. Đáng chú ý ở trận đấu này, tay vợt nữ số 1 Việt Nam đã thi đấu dưới sự hỗ trợ của huấn luyện viên đội tuyển cầu lông Thái Lan Pattawat Vilai. Được biết, Pattawat Vilai là huấn luyện viên của tay vợt số 2 Thái Lan Pompey Chochun, hạng 13 thế giới, khi đó cũng đang dự giải Phần Lan mở rộng. Sau khi giúp học trò giành chiến thắng, huấn luyện viên Pattawat Vilai đã sang hỗ trợ Thùy Linh. Trước đó, Thùy Linh từng hai lần học ở câu lạc bộ của huấn luyện viên Pattawat Vilai và có mối quan hệ rất tốt nên ông muốn hỗ trợ học trò cũ. Hơn nữa, huấn luyện viên Thái Lan cũng muốn cuối năm nay hoặc sang năm sau Thùy Linh sẽ trở lại tập với ông vì thành tích của cô gần đây khá tốt.